Chào các em. Hôm nay thầy sẽ dạy các em về việc chúng ta hạch toán các cái nội dung có liên quan như là cầm cố, thế chấp, ký cược, ký quỹ. Thì đầu tiên là các cái nội dung này thì chúng ta đều sử dụng cùng một tài khoản, đó là tài khoản 244. Và tài khoản 244 thì có tên gọi là cầm cố, thế chấp, ký cược, ký quỹ. Để hiểu rõ hơn về cái việc sử dụng trên tài khoản 244 thì chúng ta cần phải nắm được cái khái niệm của từng cái nghiệp vụ. Thì chúng ta có bốn vấn đề cần phải lưu ý. Thứ nhất đó là cầm cố tài sản. Thì thế nào là cầm cố tài sản? Thì cái việc cầm cố tài sản đó là trong trường hợp là chúng ta là bên đi đi vay thì chúng ta sẽ phải giao cái tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho cái bên cho vay, hay là trên màn hình gọi là bên nhận cầm cố, để đảm bảo thực hiện cái nghĩa vụ giao dịch về vay vốn vân vân. Thì như vậy là cái việc cầm cố tài sản thì nó phát sinh trong cái giao dịch là chúng ta vay ngân hàng, chúng ta phải cầm cố một cái tài sản để đảm bảo cho cái việc thực hiện cái hợp đồng vay vay vốn. Đi vào phần hạch toán của nghiệp vụ cầm cố tài sản thì các bạn có thể tham khảo qua các cái bút toán hạch toán trên màn hình. Chúng ta có hai bút toán có liên quan. Thứ nhất đó là khi chúng ta đem cái tài sản đi cầm cầm cố, ở đây thường là một cái tài sản cố định, thì các bạn sẽ ghi giảm nguyên giá trên 211 hoặc là 213, ở đây là số tiền 100. Các bạn sẽ ghi giảm cái giá trị hao mòn lũy kế trên tài khoản 214, ở đây là 20. Và như vậy thì tài khoản 244 cầm cố, chúng ta sẽ ghi nhận theo cái giá trị còn lại của tài sản cố định để đi cầm cố. Và trong ví dụ màn hình thì chúng ta sẽ ghi nhận với cái giá là 880. Tiếp sau đó thì khi kết thúc hợp đồng vay vốn, chúng ta đã thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi cho ngân hàng thì chúng ta sẽ được nhận lại cái tài sản cố định mà chúng ta đem đi cầm cố. Thì như vậy lúc này chúng ta sẽ ghi ngược lại cái bút toán mà lúc chúng ta đem tài sản cố định đi cầm cố, và chúng ta sẽ ghi tăng lại nguyên giá trên tài khoản 211, 213. Chúng ta sẽ ghi tăng cái giá trị hao mòn lũy kế trên tài khoản 214. Các bạn lưu ý là 214 là tài khoản đặc biệt. Mặc dù là tài khoản loại tài sản nhưng mà nó lại là tăng bên có, giảm bên nợ. Và chúng ta sẽ ghi giảm toàn bộ cái giá trị tài sản đi cầm cố trên tài khoản 244. Một cái nội dung thứ hai cũng được hạch toán và sử dụng trên tài khoản 244 đó là thế chấp tài sản. Thì như vậy thì cũng tương tự như là việc cầm cố thì cái thế chấp nó cũng phát sinh trong cái nghiệp vụ đi vay vay vốn. Nhưng mà ở đây là chúng ta sẽ thế chấp bằng giấy tờ chứng nhận cái quyền sở hữu và chúng ta không có giao tài sản cho bên bên kia, bên cho vay. Và nghiệp vụ thế chấp thì nó có hai cái trường hợp các bạn cần chú ý. Trường hợp A đó là nếu chúng ta đem cái tài sản đi thế chấp thì một cái hình thức phổ biến trong thực tế đó là các doanh nghiệp có thể là người ta thế chấp cái hàng hóa luân luân chuyển trong quá trình sản xuất. Ở đây ví dụ như là chúng ta công ty ABC chúng ta muốn vay vốn ngân hàng A và cái tài sản mà chúng ta vừa thế chấp là hàng hóa luân chuyển trong kho của chúng ta. Như vậy là cái ngân hàng A họ sẽ quản lý cái hình thức thế chấp này á, bằng cách là họ thuê kho của bên thứ ba là bên B, và như vậy là bên B sẽ cho công ty ABC thuê thuê kho, và như vậy thì công ty B họ cũng kiểm soát luôn cái giá trị tài sản hàng tồn kho luân chuyển mà ABC thế chấp cho ngân hàng A. Và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ ghi nhận bút toán thế chấp hàng hóa luân luân chuyển là bút toán là nợ 244, và chúng ta sẽ ghi có các tài khoản hàng tồn kho tương ứng như là 152, 155 hoặc là 156. Sau khi kết thúc cái hợp đồng vay vốn thì chúng ta có thể nhận lại cái tài sản đã thế chấp. Và bút toán chúng ta ghi nhận thì cũng rất đơn giản, các bạn sẽ ghi nợ các tài khoản hàng tồn kho và chúng ta ghi có tài khoản 244. Thì đó là trường hợp chúng ta thế chấp bằng hàng hóa luân luân chuyển trong kho của doanh nghiệp. Trường hợp B đó là chúng ta thế chấp bằng giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Thì các bạn lưu ý là trong trường hợp này á, khi thế chấp bằng giấy tờ đó thì chúng ta sẽ không có hạch toán và chúng ta không có phản ánh trên tài khoản 244 mà chúng ta chỉ theo dõi trên sổ chi tiết. Trường hợp thứ ba chúng ta cũng hạch toán trên tài khoản 244 đó là ghi nhận các khoản ký ký cược.
Thì như chúng ta thấy cái nội dung về ký cược trên màn hình đó, thì cái nghiệp vụ ký cược này á, thì nó thường là phát sinh trong quan hệ là chúng ta đi thuê tài tài sản, và như vậy là để ràng buộc trách nhiệm của chúng ta là cái bên đi thuê với cái tài sản chúng ta đi thuê đó, thì chúng ta phải giao một cái khoản tiền cho bên cho thuê, gọi là tiền ký ký cược. Và cái số tiền ký cược này á, thì chúng ta sẽ nhận lại khi kết thúc đồng thuê, nếu chúng ta sử dụng bảo quản tốt cái tài sản chúng ta đi đi thuê. Và trong cái trường hợp này các bạn cần lưu ý là chúng ta đang nghiên cứu về cái nghiệp vụ ký cược, như là đem tài tài sản là tiền đi ký cược, thì chúng ta là bên đi thuê thì chúng ta dùng tài khoản 244. Còn ngược lại là bên cho thuê khi họ nhận cái tài sản ký cược thì họ sẽ ghi nhận trên tài khoản 344. Chúng ta có thể tham khảo các bút toán có liên quan. Đầu tiên là chúng ta sẽ ký cược bằng tiền. Thì khi chúng ta giao cái khoản tiền mà chúng ta ký cược cho bên cho thuê thì chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản 244 và ghi có các tài khoản tiền tương ứng như là 111, 112. Tiếp theo là khi kết thúc hợp đồng thuê thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp như trên màn hình. Trường hợp A là chúng ta được nhận lại toàn bộ số tiền ký cược, thì các bạn sẽ ghi tăng tài khoản tiền và ghi giảm toàn bộ tài khoản 244. Trường hợp B thì chúng ta có thể là do chúng ta sử dụng bảo quản không tốt cái tài sản đi thuê, làm hư hỏng vân vân, thì chúng ta sẽ bị phạt, thì cái khoản tiền phạt đó chúng ta sẽ ghi nhận trên tài khoản 811. Còn trong trường hợp là chúng ta dùng cái số tiền ký cược để thanh toán cho cái số tiền ở cái kỳ hạn thuê cuối cùng thì chúng ta sẽ ghi nợ trên tài khoản 331. Và như vậy là trên màn hình cái bút toán là nợ 331, nợ 811 và có 244 là cái bút toán có thể xảy ra ở thời điểm mà chúng ta kết thúc đồng thuê. Cụ thể là nếu chúng ta ghi vào nợ 331 là chúng ta dùng tiền ký cược để thanh toán tiền thuê ở kỳ cuối cùng. Còn chúng ta ghi nợ 811 đó là cái khoản tiền bị phạt do chúng ta sử dụng bảo quản không tốt cái tài sản đi đi thuê. Trường hợp thứ tư chúng ta cũng sử dụng tài khoản 244, đó là chúng ta hạch toán cái khoản tiền ký quỹ. Thì cái khoản tiền ký quỹ này nó phát sinh trong cái giao dịch mua mua bán. Và như vậy thì ký quỹ là việc là cái bên đi mua đó, họ mua hàng đó thì họ có nghĩa vụ là sẽ gửi một cái khoản tiền vào một cái tài khoản được phong tỏa tại ngân hàng, mục đích là để đảm bảo cái khả năng thanh toán cho cái bên bên bán. Và như vậy thì khi mà bên mua đó họ chuyển cái số tiền này vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thì bên mua sẽ hạch toán trên tài khoản là 244, có tên gọi là ký quỹ. Về nội dung ký quỹ thì chúng ta có hai cái trường hợp, đó là chúng ta ký quỹ có thể là bằng tiền Việt Nam hoặc là trong giao dịch mà nhập khẩu chúng ta ký quỹ mở LC, mở tín dụng thư bằng ngoại tệ. Chúng ta đi vào trường hợp thứ nhất, đó là ký quỹ bằng tiền Việt Nam. Như vậy thì trường hợp là chúng ta ký quỹ bằng tiền Việt Nam thì khi ký quỹ các bạn sẽ ghi nợ tài khoản 244 và ghi có các tài khoản tiền tương ứng, là chúng ta đã chuyển một cái khoản tiền của chúng ta vào một cái tài khoản phong tỏa từ ngân hàng và được dùng để bảo lãnh cho cái nghiệp vụ thanh toán tiền hàng khi chúng ta mua hàng từ phía đối tác. Sau đó là khi chúng ta đã nhận được hàng thì ngân hàng sẽ dùng cái số tiền ký quỹ của chúng ta để thanh toán cho cái bên bán và bút toán ghi nhận sẽ là nợ 331 và có tài khoản 244. Trong trường hợp chúng ta ký quỹ 100% trị giá lô hàng. Trường hợp thứ hai là chúng ta ký quỹ mở tín dụng thư, thì trong trường hợp này thì nó liên quan đến cái kiến thức về cái phần lựa chọn tỷ giá khi giao dịch các nghiệp vụ phát sinh có liên quan đến ngoại tệ. Thì ở trong trường hợp này thì chúng ta sẽ ghi bút toán cũng tương tự là nợ 244 và có 1122. Nhưng mà đây các bạn sẽ lựa chọn tỷ giá để áp dụng. Cụ thể là trên tài khoản 244 bên nợ đó thì chúng ta sẽ ghi nhận theo cái tỷ giá giao dịch thực tế. Và ở đây thì nó có hai tỷ giá là tỷ giá mua và tỷ giá bán. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng là tỷ giá mua. Còn trên tài khoản 1122 khi chúng ta chuyển tiền gửi ngân hàng để ký quỹ, đây là tiền gửi ngân hàng là tiền ngoại ngoại tệ,
thì chúng ta xác định theo cái tỷ giá ghi sổ kế toán. Và đối với cái nhóm tài khoản tiền đó thì cái phương pháp mà chúng ta xác định là chúng ta sẽ tính theo cái phương pháp là bình quân giá giao quyền. Và như vậy các bạn thấy là phần bên nợ và bên có, ví dụ cụ thể là nợ 244 và có tài khoản 1122 đó là có thể được ghi nhận theo hai tỷ giá khác nhau. Và như vậy là nghiệp vụ này nó sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá. Và cái là tỷ giá này thì chúng ta sẽ ghi nhận vào một trong hai trường hợp, đó là nếu là lãi thì chúng ta sẽ ghi như trên màn hình, chúng ta sẽ ghi vào bên có tài khoản 515. Ngược lại trường hợp lỗ thì các bạn sẽ ghi vào bên nợ của tài khoản 635 chi phí tài chính. Đó là khi chúng ta dùng tiền của ngân hàng để ký quỹ. Khi mà chúng ta đã nhận được hàng nhập khẩu thì ngân hàng sẽ dùng cái số tiền ký quỹ ở đây để thanh toán cho đối tác ở nước ngoài. Như vậy thì ở bên nợ tài khoản 331 á, thì chúng ta sẽ ghi nhận theo cái tỷ giá vào thời điểm mình nhận được hàng. Ở đây là chúng ta theo tỷ giá ghi sổ kế toán. Còn bên có tài khoản 244 á, thì chúng ta sẽ ghi nhận theo tỷ giá vào thời điểm ký quỹ mà chúng ta vừa tham khảo bút toán hồi nãy. Và chúng ta cũng thấy là trong trường hợp này thì cái tỷ giá ghi nhận của bên nợ 331 và bên có 244 á, thì có thể là được ghi nhận theo hai tỷ giá khác nhau. Và trong trường hợp này nó cũng phát sinh chênh lệch tỷ giá. Và chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ thì chúng ta sẽ ghi nhận vào một trong hai tài khoản, đó là 515 và 635. Thì trong trường hợp này giả sử là trường hợp là lãi thì chúng ta sẽ ghi nhận vào tài khoản 515 doanh thu hoạt động tài chính. Như vậy thì chúng ta vừa tham khảo qua bốn cái trường hợp mà chúng ta hạch toán trên tài khoản 244 ở các nội dung, đó là cầm cố tài sản, thế chấp, ký cược và ký quỹ. Như vậy thì hy vọng là qua cái đoạn clip này thì thầy đã giúp các em nắm được cái nội dung hạch toán trên tài khoản 244, và chúng ta cũng đã nắm được các bút toán cụ thể có liên quan đến bốn cái trường hợp, bốn cái nội dung, đó là cầm cố, thế chấp, ký cược, ký quỹ. Chào các em.